Hello, xin chào mọi người đã đến với cái channel ngày hôm nay. Hôm nay em đang có một cái dòng sản phẩm toner. Cái dòng sản phẩm này toner được chiết xuất từ quả hiệu đỏ. Cái dòng sản phẩm này nó sẽ có công dụng là làm sạch các lớp trang điểm trên da, giúp se các lỗ chân lông, giữ ẩm sáng da, giúp ngăn ngừa mụn và giúp cho da của chúng ta được mịn hơn. Cái này là cùng hãng với keo mụn sâm đỏ nha mọi người. Mia nè, đây là cái hãng của Mia. Và dòng sản phẩm này vừa mới ra mắt luôn. Đây là một cái chai toner nha mọi người, toner. Và cái dòng sản phẩm này sử dụng rất là đơn giản. Chúng ta sẽ là lấy cái bông tỳ trang á, chúng ta sẽ là lấy một lượng ra vừa đủ vào trong cái bông đó, sau đó chúng ta sẽ là thoa lên da, sẽ giúp làm sạch da và giúp cho da của chúng ta được sáng hơn. Với chiết xuất liệu đỏ sẽ giúp cho da của chúng ta được là săn chắc hơn và mềm mại, đặc biệt là se khít lỗ chân lông cực kỳ đỉnh luôn. Đó, cái tem chống hàng giả của sản phẩm toner liệu đỏ này. Đây, cái tem điện tử nha mọi người. Hiện tại bên em đang phân phối với cái dòng sản phẩm này, giá cũng rất là ok. Và em nghĩ là trong hàng ngày luôn, tất cả các chị em chúng ta cũng cần nên sử dụng toner trước khi sử dụng bất kỳ một kem dưỡng nào để đạt được cái hiệu quả tốt nhất. Và cái sản phẩm toner sẽ dùng sau cái bước rửa mặt nha. Rửa mặt sau đó chúng ta sẽ sử dụng toner dùm em. Thì đây là một cái chai với cái dung tích là 120ml và em nghĩ rất là cần thiết cho chị em phụ nữ để làm da của chúng ta đẹp hơn. Đặc biệt là sẽ giúp cho da của chúng ta loại bỏ đi những bụi bẩn nè, những cái mảng bám của những cái lớp trang điểm nó còn sót lại trên da thì nó sẽ lấy đi hoàn toàn và sạch sẽ cho làn da. Khi mà chúng ta thoa kem lên hoặc là thoa serum lên thì nó sẽ phát huy tác dụng của sản phẩm tốt nhất, tại vì ở trên một cái nền da ẩm thì những cái hoạt chất nó sẽ thẩm thấu rất là nhanh. Và đây là cái dòng sản phẩm mới nhất của công ty bên em vừa mới nhập về, bởi vì công ty cái sản phẩm này cũng vừa mới ra mắt à, nên á mọi người cập nhật hàng giúp em, cũng như là những chị em nào mà quan tâm tới những cái sản phẩm mỹ phẩm của em thì mọi người có thể là vào trong cái Facebook bên em là Facebook Trần Thị Elite, hoặc là mọi người có thể là vào trong cái Zalo bên em qua số điện thoại hotline là 0356605677 hoặc là 0355838057 hoặc là 0773739279 nha. Cảm ơn mình rất là nhiều đón xem video ngày hôm nay. Chúc mọi người xinh đẹp, thành công và luôn luôn nhớ đến mỹ phẩm lát cứng nha. Bye bye.